tao có khí hero sinh ra rất là nhiều ha, dẫn vào đây gần 0.7V là thành công rồi. Rút dây hero ra, hiện thấy nó giảm dần xuống nè. Chào mừng các anh em trở lại với channel. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và chế tạo một cái loại pin rất mới, nhưng chắc chắn nó sẽ là chìa khóa của tương lai, bởi vì nó sẽ có những cái đặc điểm rất là quan trọng, đó là nó không gây ô nhiễm môi trường. Cái phần thải của nó ra chỉ là nước thôi và khấu hao của nó cực kỳ thấp luôn. Và trong thực tế thương mại hiện tại cũng một số hãng họ đã bắt đầu đầu tư vào phát triển và đã có thương mại, đó chính là Toyota Mirai. Thì đây chính là pin nhiên liệu fuel cell sử dụng khí hydro, nó mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao bởi vì khấu hao nó rất thấp luôn anh em. Ở cái bản mô hình này thì sẽ được làm bằng mica, cái công suất lớn hơn thì có thể sử dụng những cái vật liệu cao cấp hơn. Cơ bản sẽ gồm có hai cái điện cực anode và cathode được cách ly bởi một cái lớp điện phân electrolyte. Ở đây chúng ta sẽ có cái lớp khung ngoài cùng, đây là cái phần ron. Ở đây chúng ta sẽ có phần cơ bản, đó là điện cực, phần này là điện cực dương nè. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có electrolyte, điện phân. Tiếp theo điện phân nó là một lớp giấy cách điện. Rồi, và bản cực còn lại tương tự như vậy thôi. Lưới kim loại dẫn điện và ghép lại. Đây, khi chồng lên thì chúng ta sẽ được như thế này. Một bên là khí hydro sẽ đi vào, và phần bên đây là khí oxy sẽ đi vào. Thông thường thì chỉ cần dùng không khí là được rồi. Khi không khí vào đây nó sẽ có oxy, và phần bên đây là khí hydro. Qua cái phản ứng của cái lớp cách điện ở giữa này nè, thì chúng ta sẽ có electron được tạo ra, tạo sự chênh lệch điện áp. Đó chính là nguyên lý của fuel cell, pin nhiên liệu. Bây giờ chúng ta sẽ lắp lại ha. Và sản phẩm cuối cùng của cái quá trình phản ứng này chỉ là nước thôi, do đó rất là thân thiện với môi trường. Thì hiện tại đang được ứng dụng thực tế là Toyota Mirai. Chúng ta sẽ có những cái trạm nạp khí hydro thay cho xăng, và cái khí hydro thì được sản xuất từ điện năng lượng mặt trời. Sau khi khí hydro nó chạy qua khối pin nhiên liệu này thì chúng ta sẽ có dòng điện cung cấp cho motor, và sau này trong tương lai sẽ được ứng dụng nhiều thì nó sẽ thay thế cho cái pin truyền thống lithium-ion, pin Fe như hiện tại. Ok, chúng ta đã hoàn thành một cell pin nhiên liệu, thì bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ làm một máy điện phân để mà lấy được hydro. Giờ mình thiết kế file in 3D để chúng ta tạo ra một cái máy điện phân thu hydro. File in 3D mình cũng sẽ để dưới phần description cho anh em. Sau khi in xong chúng ta sẽ được như thế này. Nước sẽ vào đây và chúng ta sẽ có hai điện cực, một bên sẽ tạo ra hydro, một bên sẽ tạo ra oxy, tách riêng biệt chứ không có gộp chung như cái bộ trước đây chúng ta từng dùng. Rồi, ở đây mình sẽ có hai điện cực ha. Thì cực âm nó sẽ tạo ra khí hydro, còn cực dương nó sẽ tạo ra oxy. Mình sẽ cho hydro đây cho nó, mình để cực âm bên đây nha. Muốn hiệu quả được cao hơn thì chúng ta có thể làm những cái thanh ngang như này để điện phân nhanh hơn. Đây mình sẽ dùng một thanh dọc như vậy là được rồi. Khoét trên đây hai lỗ đi, dây điện đi ra. Rồi, đẹp rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ xịt keo cho nó kín này lại. Bây giờ mình sẽ cắt cái miếng mica ra để lắp phía trên. Chúng ta có thể quan sát được bên trong ha. Ok, chúng ta đã có hoàn chỉnh như thế này nha anh em. Bây giờ thì mình sẽ kết nối vào nguồn cấp để tạo ra khí hydro. Rồi, mình đã có nguồn cấp ở đây ha. Nè, hai dây âm dương nè. Khí hydro nó sẽ sinh ra đây, dẫn vào đây. Pin nhiên liệu của chúng ta. Nếu mà bây giờ chúng ta đo thấy hiệu điện thế á, sinh ra từ cái pin nhiên liệu này là thành công. Ok, bây giờ mình cấp nguồn ha. Đây, khí hydro bắt đầu sinh ra nè. Xui bọt lên, hydro sinh ra sẽ dẫn xuống phía dưới pin nhiên liệu này. Đây, ta có khí hydro sinh ra rất là nhiều ha, dẫn vào đây. Và mặt bên đây là không khí. À, bây giờ chúng ta sẽ có hiệu điện thế đây anh em. 0.66V ha, gần 0.7V là thành công rồi. Vào nè, 0.65V ha. Rồi mình rút dây hydro ra nha. Rút dây hydro ra. Hiện thấy nó giảm dần xuống nè. Rồi, và bây giờ xuống rất thấp luôn, khi mà không còn nguồn cấp hydro vào nữa, xuống rất thấp luôn, về 0V. Ok, vậy là thành công anh em ha. Nếu như mà chúng ta có thể ghép nhiều cell pin hydro lại với nhau để tạo thành điện thế lớn, thì chúng ta sẽ có một cái viên pin rất là thân thiện với môi trường. Chúng ta có thể sử dụng những nguồn năng lượng sạch như là năng lượng mặt trời để tạo ra khí hydro, tích trữ vào những cái bình chứa, chuyển cái khí hydro nó trở thành năng lượng điện. Đó là cách của Toyota Mirai đang ứng dụng chạy thực tế. Hiện tại với mỗi cell pin nhỏ như thế này, chúng ta sẽ tạo ra được hiệu điện thế là 0.66V. Chúng ta đã thành công trên mô hình ha. Sắp tới mình sẽ làm cái cell pin lớn hơn nữa và ghép nhiều cell pin để chạy xe điện anh em. Anh em nhớ đón xem nha. Cảm ơn các anh em đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.